màn hình này sao đồ cổ là không ra. Ở cái nút nguồn này sẽ được không ta? Được, tắt luôn xem luôn. Nó lúc đầu sửa về là nó nói chuyện camera cái đang nói cái tự nhiên nó tắt luôn, nó trắng vậy đó. Nó trắng luôn. Nó trắng luôn, cái xong cái mình lấy tay mình vuốt vuốt cái lên lên thì xài bình thường, cái dần dần cái nó bị nặng giờ là nó đó, màn hình nó vậy luôn. Ông nghe, ví dụ như người ta đăng ký, như người ta cũng quỹ đăng ký nha, chứ không phải là đăng ký xong người ta để đó không. Những cái trường hợp nó quỹ đầy luôn. Ví Cũng dụ có mà ví dụ một ngày ông nói có ngày mấy trăm người đăng ký, cũng có vài chục người luôn. Cái cục sạc hay cộng dây con, dây 50.000. ông đưa 10.000 trước thôi, xin hỏi ông đang đưa 40 nữa. Gỡ ra vậy người ta mày nghi hơn là mình nó cô mình thử gì chứ thấy làm gì không. Mà kênh ông bật kiếm tiền chưa? Ông được mười mấy ngàn rồi, mấy ngàn đô hả? Chưa. Ủa, 1.000 mấy chứ, à, ngàn mấy chứ đâu, mười mấy, mười mấy ngàn rồi cũng nhiều lắm à. à. Ngàn mấy chứ, ngàn mấy lộn, nhưng mà cũng chưa lấy được tiền, lâu lâu nó mới giải quyết cái, phải tự nhiên giải quyết tiền nữa. Siêu đàng hoàng mà kỹ đàng hoàng về đó có bung được, có siêu nó bung được, chuyện nó siêu nó bung được. Đây được khác thử cái nghiệp không lên thì cũng khác thử. Đây là sợ thợ sửa điện thoại kinh nghiệm 10 năm nha các bạn. Việc chơi game thố. Việc mua bi. Làm cái kênh sửa điện thoại này cũng được chứ bộ. Có thằng kia làm kênh sửa điện thoại nó được mối sửa. Biết nó làm gì, đi mua dây chai gì. Đó đó, cái thằng đó biết mà, biết cái kênh đó mà. Thằng đó cũng được nhiều tiền, thấy nó được 20 á. Nó chuyên mua mấy cái iPhone cũ mà iPhone kêu bằng à. Máy gì nó cũng mua máy, thường thường nó hay mua iPhone cũ Thường với dễ thường dựng. nó mua mà cái kiểu kiểu hên xui á. Mua hên xui.
cái lên luôn. Thay luôn để làm gì? Thay màn hình hả? Ừ, nó hư rồi thay nó sao? Gắn camera nút home là qua hả? Gắn hết luôn. Máy này đơn giản chỉ là thay màn hình thôi nha.
cái móc, cái móc đụng vô thì nhận tiếp. Bấm cái nút nó sâu sâu. Đấy, nó hết nè. Nút nó đủ rồi, nó đâu còn lấy nữa. Gọt luôn cho đẹp.
Test lo, test camera trước sau. Xài sao vậy? Không gọi được. Ít cái xài lắm, sim này ít cái xài lắm. Nó rớt nó bóp như đó hả? Mớp nó phụng như cái lóc rồi mình gắn rồi là nó đi cái ron nó mới nó bị dư. Nhưng mà nước mà sạch điện được. Cánh luôn trong ngoài đất rồi. Cái vỏ mà nó nguyên á thì gắn ra nó dính luôn. Đó, bị mất. Bây giờ nào? Cạo mất nữa. Bây giờ mình đâu có cắt, mình đâu có cắt được. Cạo là nó mỏng mất cái ron.
cạnh mình nó nhét vô được. Kính này nó bể đấy, nó văng ra ghê lắm. Ảnh vô một cái không có bọt luôn ha. Mình phải vệ sinh trước, xẻ trước nó bọt không, nó bị dính cái thế là xong. Mà màn hình càng nhỏ dễ như vậy càng dễ lớn hơn đó. Rồi, vậy là xong. Cái đây là kết thúc.